Hi, xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn đang quay lại kênh YouTube của Yến. Và hôm nay là một ngày đẹp trời, Yến đang đi tour một cái community rất là sang trọng. Và cái mẫu nhà này cũng thuộc dạng luxury. Đó là tại sao mình mặc cái outfit, cái đồ nó cũng hơi đẹp chút xíu so với những cái video khác. Tại vì cái mẫu nhà này nó cũng đẹp. Và cái khu này thuộc dạng là cho những người mà có tiền giàu chút xíu, bởi vì đây là một trong những cái khu vực rất là nổi tiếng tại thành phố Cyprus, đó là Town Lake, là một nơi mà gọi là master community rất là đáng sống, bởi vì những cái tiện ích cũng như cái cảnh quan của họ làm rất là đẹp, có hồ, có nói chung là rất là đẹp, giống như là khu Phú Mỹ Hưng ở bên bên quận 7 vậy đó. Thì Yến sẽ không nói nhiều nữa, xin mời mọi người hãy vào cái nhà này để tour cùng mình nha. Let's go. Thì cái nhà này á, có bốn mặt gạch luôn nha mọi người. Đó, khi mà mình bước vào á, thì cái cửa rất là cao nè, cái cửa nè, cái cửa này cũng dạng là thuộc cửa đắt tiền đó, chứ không có rẻ đâu nha, nhưng mà không có được double door thôi đó. Thì nhà này thì khoảng 3.000 square feet với 4 phòng ngủ và 3 phòng tắm. Điểm đặc biệt là mình sẽ có 2 phòng ngủ ở dưới lầu đó, rất là tiện nếu mà mình có khách hay gì họ sử dụng phòng ngủ á, thì mình có thể sử dụng phòng ngủ ở ngoài nè, và có cái phòng tắm bên cạnh luôn, rất là tiện luôn đó. Phòng ngủ thì size cũng rất là bự nè, cho khách đó. Rồi trong cái phòng ngủ thì builder họ sử dụng thảm nha, và cũng vừa đủ một cái king size bed, rồi hai cái tủ hai bên, rất là đẹp. Màu sơn thì họ dùng cái màu trắng sáng nè, nên nhìn cái khi mà mình bước vào đó, cái nhà nó rất là sáng sủa, rất là đẹp. Đó. Nhà này thì cái giá bắt đầu cho cái floor plan này khoảng 3.000 sủi feet là khoảng 571.000 theo builder nói, nhưng mà model home á, thì họ sẽ có nhiều upgrade hơn, có nhiều cái họ phải làm sang hơn, thì cái tiền mà tính lên thì chắc cũng gần 100.000 cho cái model home, thì mình nghĩ là khoảng 650 cho tới 700. Hiện tại model home họ không có đưa ra cái giá, khi nào mà họ bán hết cái section ở này đó thì họ mới bán cái model home, chắc khoảng mấy mấy tháng, khoảng tầm cuối năm. Nếu mà mọi người quan tâm thì gọi cho Yến nha. Rồi, thì cái phòng ngủ này cũng tương đối vừa, không có nhỏ lắm, và được cái mình có cái phòng tắm ở đây luôn đó. Khi mà khách họ sử dụng cái phòng ngủ, họ muốn tắm hay là muốn đi vệ sinh thì sát bên cạnh phòng ngủ, rất là tiện luôn. Và cái họ sử dụng cái gạch nè, cũng lót nè, hai màu, nhìn cũng dễ thương. Và cái chỗ mà phòng tủ trong cái phòng tắm đó, cái vanity đó, thì họ sử dụng là khoát nha, khoát màu trắng đó. Và cái sink cũng đơn giản, tủ bếp thì màu đen đó. Ở bên trong thì họ sử dụng cái sàn đó, là sàn gỗ. Màu của cái sàn gỗ này cũng cũng hơi lạ mắt, hơi hơi vàng vàng, hơi ngả vàng, nhưng mà nó lại làm mát trên cái thiết kế của cái ngôi nhà, nên rất là phù hợp. Ví dụ cầu thang họ sử dụng cũng màu hơi 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 vàng vàng, hơi beige mà, và màu vàng vàng đó. Đó, và đây là cái phòng study room. Cái study room này á thì có cái cửa kính hai bên nè. Đó, nếu mà mình muốn làm việc yên tĩnh á, thì cái study room này rất là perfect đó, đóng cửa lại rồi làm việc yên tĩnh. Thường những cái study room họ đều có cái cửa kính hết, không có bị kín, nên rất là thoáng đó. Và cũng có hai ô cửa sổ lớn nè đó. Trong cái study room này á, thì mình thấy cái màu sơn họ sơn á cũng hai màu, màu trắng màu đen, thì cái đó là cái thiết kế cho cái ngôi nhà này, nhưng mà thường nhà bình thường á, thì chỉ có một màu thôi. Họ cũng để sofa rồi một cái bàn làm việc nhỏ bên này. Rồi cái khúc bên này á, thì sẽ là garage nha mọi người. Nhưng mà hiện tại builder họ cần cái văn phòng làm việc, nên sẽ để đồ làm thành cái office. Nhưng mà thật sự khi mà mình mua đó, họ sẽ ủi ra hết làm thành cái garage. Rồi khi mà vừa bước vào bên này á, bên phải đó, mình sẽ có một cái khu vực nhỏ nhỏ nè để đựng đồ. Đó, nếu mà mọi người muốn giày dép, quần áo gì đó khi ra ngoài đó, mình có cái khu vực này để mà mình classroom thì mình để đồ trong đó. Bên này thì cũng sẽ có một cái closet nhỏ nhỏ đựng đồ đó.
Rồi phía bên này thì mình sẽ có cầu thang đi lên, thì chút nữa mình sẽ giới thiệu cái cầu thang và ở trên lầu nha. Và đây là cái điểm đặc biệt của ngôi nhà. Đó, cái điểm quan trọng của cái ngôi nhà này đó là phòng khách và nhà bếp. Thì đa số mọi người mua thì thường phải chú ý tới phòng khách và nhà bếp phải đẹp đúng không? Đó là cái điểm mà đa số mình thấy người mua đều chú ý tới, là cái nhà bếp và phòng khách phải mở ra phải đẹp, trần phải cao. Thì cái này là cái điểm mình thích nè. Đây là trần cao khoảng 22 feet lên nè. Đó, nhưng mà cái đèn thì cũng hơi thiếu, không biết là mình buổi tối thì nó có tối hay không, tại vì mình thấy chỉ có một cái đèn nhỏ này thôi, thì mình nghĩ có thể là hơi tối đó. Đó. Nhưng mà nếu mà thường thường cái model home á, họ sẽ làm cái fireplace ở đây, nhưng mà ở đây mình không có thấy cái fireplace. Thì nếu mà mọi người muốn bỏ cái fireplace vô á, thì thêm vài ngàn nữa mình mướn ở ngoài để vô, thì mình nghĩ cái phòng khách nó sẽ sang hơn rất là nhiều. Wow, this is my favorite. Cái phòng khách, oh sorry, cái nhà bếp đó, nhà bếp rất là đẹp. Mọi người thấy không? Builder họ họ có những cái ý tưởng xây rất là đẹp. Cái nhà bếp màu đen và màu trắng nè. Bình thường mình đi những cái nhà mà cũ họ bán rồi không có nhà bếp màu đen, ít lắm. Nhưng mà model home thì họ làm cái màu đen nè, rất là đẹp. Và cái countertop nè, lên cái bề mặt họ làm là quartz mà màu trắng lên, nó nổi lên rất là đẹp. Và khi mà màu vàng mà đi với những cái handle màu khi mà màu đen mà đi với những cái handle màu vàng như vậy nữa nè, nhìn rất là sang. Những cái luxury mình khi mà quý vị sửa nhà hay là remodel cái nhà của mình đó, thì mình có thể copy lại những cái ý tưởng này để mình làm cái nhà cho nó đẹp hơn. Đó, cái này là màu đen mà thêm cái mấy cái tay cầm màu vàng nữa, mình thích lắm. Rồi cái này là island đảo bếp, rất là bự luôn nha, đi qua đi lại trời ơi rất là bự. Cái nhà này mà nếu mà party hay cái gì á, rất là rộng rãi, open. Thêm một cái khu vực formal dining bên này nữa, rồi để cái bàn, rồi khách có thể ngồi xung quanh cái island đó, rộng rãi lắm luôn. Nhưng mà phần nhà bếp á, thì mình thấy á, cái microwave với lại cái chỗ oven này nè, thường những cái nhà tầm trung họ làm như vậy, mà nhà sang chút xíu á, thì mình thấy là cái microwave họ riêng ra, với lại cái lò nướng riêng ra một cái section, và cái chỗ này là cái vent hood thì thấy ok hơn. Thì đó là một cái điểm hơi 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 trừ chút xíu cho cái nhà bếp này. Rồi, nhưng mà cái island thì rất là bự, rất là đẹp, và cái màu sắc họ 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 phối á, rất là đẹp luôn. Đó, cái living room nè, là phòng khách, cửa sổ rồi này kia cao ráo, ánh sáng. Đó, mặc dù nó có một cái đèn thôi nhưng mà mình vẫn thấy là rất là sáng sủa. Và đây là cái phòng ngủ thứ hai, cũng là cái master bedroom, là phòng ngủ chính của cái nhà ở dưới lầu. Thay vì một cái phòng ngủ nhỏ phía bên ngoài mình mới giới thiệu, thì đây là một cái phòng ngủ chính nha. Phòng ngủ chính này cái size cũng, dĩ nhiên là master bedroom thì lúc nào cái size cũng bự hết. Và mình thấy cái điểm đặc biệt là cái dàn cửa sổ nè, nó là cái hình vòng cung chứ không phải là mấy cái ô cửa sổ bình thường. Những cái nhà mà có cái master bedroom mà cái vòng cung như thế này mình thấy rất là sang nha. Đó, thường thường mấy cái này là phải upgrade lên hết thường, nhưng mà những cái upgrade này là đáng, bởi vì làm cho cái phòng nó sang hơn rất là nhiều. Đó, quý vị có thể để một cái giường mà California style king bed vậy nè, ngủ cho nó đã, rồi thêm mấy cái tủ hai bên nữa vẫn còn đủ chỗ luôn, rồi thêm một cái section cho mình ngồi ngồi uống trà uống cà phê buổi sáng cũng vừa đủ luôn. Đó, và đây là cái phòng tắm. Ta-da! Trời ơi, phòng tắm này đã quá à. Phòng tắm này thấy không, trời ơi, không có bị dính liền nha, nên nó hở dù cho có cãi lộn vợ chồng gì đó, mỗi người mỗi bên rất là tiện, không có phải giằng nhau phải thôi người qua bên này bên kia. Đây, bên này là cho anh được nè, tại vì nó nhỏ hơn. Bên này là cho em, nhiều đồ make up mắc đồ đó. Thì để đây là có cái ghế ngồi make up luôn đó. Làm rất là đẹp nha. Và cái khoác mà họ sử dụng trên cái bề mặt á, cái màu cũng đẹp nữa. Đó, không phải là màu trắng không, mình không có thích màu trắng không, nó hơi đơn điệu. Nhưng mà họ để làm cái màu này nè, thấy cũng đẹp. Bởi vì cái màu tủ họ làm màu trắng rồi, thì cái này nó cũng phải có cái gì đó điểm nhấn chút xíu. Đó, nếu mà cái này màu đen á, cái tủ màu đen thì họ sử dụng màu trắng hết. Rồi, đây là cái phòng vệ sinh riêng thì có cái cửa luôn. Mình rất là thích những cái nhà mà cái phòng tắm mà có cái chỗ mà đi vệ sinh riêng, đóng cái cửa vậy nè, để mà cái mùi nó không có bị bay ra đó.
nhiều khi hả mình còn tắm nhưng mà còn con người mà đi trong đó ngồi hết thấy mất lịch sự dễ sợ luôn. Đây là cái phòng tắm đứng, wow, phòng tắm đứng rất là sang nha, nhìn vô là thấy luxury home rồi đó đó. Họ lót gạch nhỏ 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 từ trên xuống dưới luôn, rồi hai bên này màu đen đó, cái sự kết hợp rất là đẹp luôn. Đó là tại sao rất là nhiều người thích mua nhà mẫu, bởi vì họ có cái đội design riêng á, nên nó hả nhìn làm rất là đẹp. Rồi đây là cái closet ở trong, closet cũng bự lắm nè. Closet, oh, wow, closet quá trời lớn luôn, và cũng thảm ở trong cái closet luôn nha. Nhưng mà cái, trời nè, họ làm, họ build hết mấy cái đồ cho mình treo hết luôn. Đó, rộng rãi, thoải mái, rất là lớn. Và cái điểm đặc biệt đây, đây, cái model home này họ làm á, cái phòng giặt sát bên cái closet đó, nếu mà mình giặt đồ xong mình đem mình treo luôn, không có phải là bưng qua xách đi xách lại, rất là tiện luôn đó. Đây là chỗ mà mình để máy giặt máy sấy nè, nó kết hợp với lại cái bên closet luôn. Nói chung cũng cũng sáng tạo, cái điểm mình ít thấy cái builder nào mà họ làm như thế này, thì cái Covetry Home này á, họ làm sáng tạo đó. Rồi xin mời mọi người cùng lên lầu với mình nha, lên lầu thì mình sẽ giới thiệu thêm về cái nhà này. Không thích, mình không có thích cái thảm cho cái cầu thang nha. Nếu mà họ làm lót gỗ luôn giống cái nhà thì chắc là đẹp hơn đó. Và cái gỗ này với cái màu của cái floor đó thấy cũng cũng matching, cũng giống giống nên nhìn nó hài hòa, nó đẹp. Và cái mấy cái cây thanh gỗ của thanh của cái cầu thang họ sử dụng cũng làm bằng sắt nên rất là ok, nhìn chất lượng cũng tốt. Nhà 600-700 ngàn phải chất lượng phải tốt thôi. Rồi đây là cái khu vực game room. Game room thì họ cũng để một cái bàn bi-a cho mình chơi nè. Đó, đây là cái sự sáng tạo của builder thôi, họ trang trí này kia cho mình chơi. Nhưng mà quý vị có thể copy lại, nếu mà nhà mình có cái khu vực game room thì mình coi thử họ làm sao thì mình có thể copy lại cái ý tưởng đó. Đó, mình để game room ở đây chơi bi-a, rồi một cái khu vực bar, quầy bar nè. Đó, mình bạn bè lên đây chơi rồi uống chút xíu rượu hay gì đó thì cũng vui, rồi chơi game này kia, rồi thêm một cái phòng game room ở trên này nha. Vậy là cái nhà này có cái phòng game room đặc biệt lắm nè. Oh sorry, theater room, media room. Thì cái theater room này họ làm không có cái cửa, thường là họ sẽ có cái cửa kín lại. Mình có thể mình hát karaoke nó bớt ồn, hoặc là coi tivi thì nó sẽ giữ cái âm thanh lại tốt hơn. Nhưng mà đây họ làm á, thì không có cái cửa, nhưng mà như vậy thì nó mở ra với game room, nhưng mà nó sẽ tạo cho cái sự gần gũi hơn. Ví dụ như mọi người chơi bên kia, mình ngồi đây mình coi tivi nói chuyện thì vẫn nói chuyện được với bên ngoài, đang người chơi bi-a, người thì ngồi coi phim vậy đó. Thấy cũng ok, mình rất là thích cái media room tại vì thích coi phim và thích coi coi football. Ok, phía bên này thì mình sẽ có cái ba phòng ngủ nha, ba phòng ngủ và sorry, chỉ có hai phòng ngủ bên ở trên lầu thôi, và một phòng tắm trên lầu, ở dưới thì có hai phòng ngủ. Ok, thì sẽ có bốn phòng ngủ, hai phòng ngủ trên lầu thôi nha mọi người. Hai phòng ngủ này á thì mình có cái bathroom là cái phòng tắm ở bên ngoài mình share, cũng gần như Jack and Jill bathroom gì đó. Cái size này thì cũng vừa phải thôi đó, vừa đủ một cái queen size bed, mình có thể để cái king size bed vừa luôn. King size bed thì cái chỗ hai cái tủ chỉ vừa đủ một cái tủ nhỏ nhỏ thôi. Nếu mà hai tủ thì đủ cái queen. Phòng ngủ thì đa số lúc nào cũng là thảm hết. Và cái closet cũng nhỏ nhỏ vừa vừa thôi, không có lớn lắm. Tiêu chuẩn, tiêu chuẩn. Đó. Bên này, phòng ngủ bên này thì cái size chắc là nhỏ hơn chút xíu, nhỏ hơn cái phòng ngủ bên kia. Đó, cái phòng họ cũng để queen size bed rồi. Hai cái tủ nhỏ hai bên, nhưng mà mình thấy cái chật hơn cái phòng vừa rồi. Rồi cũng có ô cửa sổ lấy ánh sáng vô. Phòng tắm thì cũng có một cái khu vực rửa tay nhỏ 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 này nè, vanity. Cũng giống cái phòng tắm ở dưới là họ sử dụng. Và cái này á, mình sẽ có cái khu mà
tắm có cái bồn tắm nhưng mà không có cái phòng tắm đứng nha. Và bên này thì cũng có một chỗ rửa tay luôn, thì đó giống như là Jack and Jill bathroom vậy đó. Nhưng mà bên kia thì phòng ngủ đi ra thẳng, còn bên này thì mình đi ra chút xíu, rất là đẹp nha. Đó, vẫn có hai cái chỗ rửa tay cho hai cái phòng ngủ. Rồi, quý vị có thể nhìn lại ở phía trên, khi mà mình ở trên đứng trên lầu mình nhìn xuống cái nhà đó, rất là đẹp phải không ạ? Đó, đẹp quá. Nhưng mà mình thích có cái dàn đèn ngay cái phòng ngủ, phòng phòng khách nữa là perfect luôn, sáng sủa. Buổi tối có thể mình nghĩ sẽ hơi tối đó, tại vì bây giờ ban ngày thì nhiều ánh sáng, cửa sổ lớn thì nó lấy ánh sáng vô. Ok, vậy thì mình đi xuống dưới, đi ra ngoài bác cho coi nha mọi người. Hay, vậy là mình đã đi qua đi ra phía bên ngoài rồi nè. Phía bên ngoài nè, bác do thì họ cũng sẽ có một cái cover patio là xung quanh đều là gạch hết. Họ lót gạch xung quanh hết luôn, và cũng để mấy quạt và cũng có cái đèn ở trên cái trần cho mình luôn nha. Nên buổi tối ngồi ở đây cũng không có sợ bị tối, lắp đèn lắp đồ hết rồi. Wow, và gạch hết xung quanh luôn. Và cái họ cũng làm cái concrete á, cái xi măng á, rồi cũng làm kiểu cách này kia, nhìn cho nó giống gạch, nó đẹp. Nó đẹp hơn là chỉ có lót một cái xi măng thôi. Đó, vẫn để một, quý vị có thể để một cái sofa ở đó. Rồi, rồi mình để một cái bếp nhỏ nhỏ ở đây, đồ hoặc là cái barbecue ở đây. Mình nướng cho đỡ cái bay mùi cái nhà của mình. Rồi, cái do thì này là cũng cũng vừa phải thôi, nhưng mà họ trang trí vì model home á, nên rất là đẹp nha. Nhưng mà nếu mà mình mua cái nhà bình thường thì mấy cái này không có đâu. Thường bởi vậy nên kiếm mua model home rất là đẹp nha quý vị. Nếu mà nhớ 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 gọi cho Yến để mà hỏi về cái model home này cuối năm nha, coi thử họ có bán không. Bởi vì cái section này là cái section cuối của Townlet rồi, họ xây xong nữa là xong luôn. Cái section này lúc đầu họ tính là làm commercial, làm nhà hàng này kia, nhưng mà họ thay đổi lại thành residential là làm nhà ở, nên cũng cũng là cái last last gen rồi. Cuối cùng chỉ bán những cái inventory home, là họ họ bán những cái nhà mà họ đã xây rồi thôi, chứ không có còn lot để mà mua để mà build nữa. Và cái khu vực này là cái khu vực cho nhà giàu như mình đề cập ở đầu video nha. Họ có rất là nhiều cái hồ ở khu vực này, mình có thể đi tàu nè, rồi cập vô cái nhà hàng đó để mình ăn, rồi xong rồi đi tàu về đậu đó. Còn nếu mà mình không có cái nhà ngay gần hồ đó thì mình cũng vẫn đi xe ra khoảng 5 phút lái xe để mà mình ăn uống ở những cái nhà hàng bên cạnh cái hồ đó, rồi enjoy cái cảnh đó rất là đẹp. Và cái khu vực này thì trường học thì là super good luôn, rất là tốt. Trường học thì khoảng là thuộc Cypress, Cypress Fair, nhưng mà được zone trong cái high school gọi là Cypress Ranch, rất là tốt luôn. Một trong những cái trường học high school rất là tốt. Mình thấy những người khách Ấn Độ của mình đó, tìm mua toàn là Cypress, Cypress Ranch thôi. Đó, và HOA thì trong khu này thì khoảng 1.900 một năm, thuế là khoảng 3.2%. Thuế thì hơi cao bởi vì tiền nào của nấy nha quý vị. Nhưng mà mình lại được hưởng thụ cái cuộc sống sang chảnh của người giàu đó. Nếu mà mình có tiền thì mình cũng rất là thích ở trong cái khu vực này, mặc dù thuế nó hơi cao chút xíu, nhưng mà trường học tốt, nó nhiều tiện ích hồ bơi như là Lazy River này kia đó, rất là đẹp. Và cái khu vực này đi Bel-Air thì chắc khoảng 4 35 40 phút, về downtown thì mình đi 290 thì khoảng 30 phút đó, gần với KD, nhưng mà cái này thuộc của Cypress. Rồi, cảm ơn quý vị đã rất là patient, rất là kiên nhẫn coi cái video hết của mình. Cảm ơn sự quan tâm cũng như là theo dõi của mọi người. Yến xin hẹn gặp lại mọi người vào những cái video lần sau.